Mình mới đi làm về. Đây, hành cho mình. Đang đi. Ủa? Anh gọi lại mở hả? Tại sao hả? Ai cho mở cửa lồng? Mở cửa lồng nhưng mình đang đi ra. Tội không? Mà cũng bị la nữa chứ. Đã không dám đi ra mà còn bị la. Giỏi quá hề. Giỏi thiệt ấy chứ. Đứa mở cửa lồng đó. Hả? Ông quấy đuôi nhiều là mở cửa lồng. Tôi đây đúng không? Em là người mở cửa lồng đây đúng không? Hả? Hư hì. Ở nhà phải ngoan chứ. Phải nhà hả? Hai chắc không biết đời chứ ha. Một cái lồng năm không dám đi ra ngoài. Này, chị Phương không vui rồi nha. Cười hí hí chuyện khác đây nha. Hả? Thôi, rạn hết thôi. Cưng chết đi được, cưng mất chết đi được cái chứ.